Anh thấy mẹ em là người thế nào? Tại sao tự nhiên em lại hỏi vậy? Anh cứ trả lời em đi, chắc chắn anh phải có nhận xét gì chứ. Cô Thu Lê là một người sống rất chu đáo, khá là tình cảm. Nhưng mà có điều hơi chiều em quá. Cái này thì em thừa nhận. Với mẹ em, con cái luôn là số 1 mà. Thế cho nên khi mà em đặc biệt quan tâm một ai đó, chắc chắn em phải đặt câu hỏi chứ. Anh biết rồi. Em đang định nói đến Duyên đúng không? Em chưa thấy mẹ quan tâm ai như với Duyên cả. Theo anh nghĩ thì có thể là hai đứa là bạn. Hơn nữa, cô ấy biết Duyên đã từng giúp đỡ em, vậy nên cô ấy quý. Vậy thôi. Lý do này em không thấy thuyết phục ấy. Thế vì lý do gì? Có khi nào Duyên là con riêng mẹ em không nhỉ? Anh không hiểu vì lý do gì mà em có thể nghĩ Duyên là con riêng của mẹ em được đấy. Em cũng rất mong là em sai. Thế nhưng mà sâu chuỗi lại mọi việc bắt buộc em phải nghĩ như thế. Mẹ em chắc chắn là có một bí mật nào đó. Một bí mật mà cô đến tận gần đây chú cũng mới biết. Hôm đó bố cháu muốn cô Thu Lê phải báo ngay với chú, nhưng cô không chịu và dọa sẽ chết nếu như bố cháu nói ra. Anh ơi, anh đây. Anh có nghe em nói không đấy? Có chứ. Anh đang suy nghĩ mà. Ra này, em và Duyên hai đứa sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với nhau đúng không? Thế làm thế nào mà Duyên có thể là con riêng của mẹ em được? Ừ nhờ. Là do em căng thẳng quá nên nghĩ quẩn mà thôi. Nhưng mà còn bố, bố em cũng rất yêu ái Duyên. Hay là... Anh khẳng định là không có chuyện đó. Bố Thắng không phải là người như vậy. Thế nhưng mà là nguyên nhân gì cơ chứ? Tạm thời anh cũng chưa biết lý do là gì. Nhưng ngay lúc này em phải thật bình tĩnh. Bởi vì bất kỳ một hành động nào hồ đồ của mình cũng thể làm tổn thương người mà mình thương yêu nhất. Em hiểu chưa? Em hiểu rồi. Nếu mà cần hỗ trợ gì thì cứ gọi cho anh. Mẹ ơi, mọi thứ có thể không xáo trộn được không ạ? Con không muốn thay đổi, con vẫn muốn được ở với bà. Bà giờ yếu rồi, con muốn được ở bên cạnh chăm sóc bà. Lại sắp đến ngày giỗ con bé rồi. Khổ thân con tôi, thương nó quá. Giỗ mẹ con qua lâu rồi mà bà. Mày là đứa nào? Bà lại quên rồi à? Con Duyên, con mẹ Sương đây ạ. Con cái Sương à? Dạ. Lớn quá rồi nhỉ? Thế năm nay bao nhiêu tuổi? Bà cố nhớ lại đi bà. Con Duyên đây ạ. Tôi là người mẹ tôi. Mẹ Sang, sao con? Đứa trẻ bị trao nhầm là con đúng không ạ? Mẹ nói gì đi chưa? Mọi người nói gì đi chưa? Sao lại im lặng như thế? Sang, con bình tĩnh đã. Không phải như con nghĩ đâu. Con đã kịp nghĩ gì đâu hả mẹ? Con chỉ mới nghe người ta trao nhầm con cho bố mẹ thôi mà. Con hỏi mẹ, Duyên là con ruột của mẹ,
Có đúng không ạ? Tóc của con được như thế này là nhờ gội đầu bằng bồ kết của bà đấy ạ. Ừ, thế bồ kết có còn không để bà mua cho? Con vẫn còn nhiều lắm. Khi nào hết con lại báo bà mua cho con bà nhé. Ừ. Bà ơi, cháu đây ạ. Cháu mới là cháu gái thực sự của bà đây. Nhưng mà sao mọi thứ ở đây hình như không dành cho cháu? Tình yêu của bà là thuộc về Duyên. Cháu không thể làm tổn thương bà và Duyên được. Cháu xin lỗi bà, nhưng cháu chưa sẵn sàng đối diện với chuyện này. Cháu xin lỗi. Hồi nhỏ bà có mang về cho em một cuốn tạp chí kiến trúc, và từ đó em cũng có ước mơ trở thành kiến trúc sư. Con người là một phần của tự nhiên, thế nên những gì con người tạo dựng nên cần gần gũi với thiên nhiên thì mới bền vững, trong đó có kiến trúc. Bạn vừa ra trường rồi đúng không? Công trình đầu tiên tôi thiết kế sẽ là một khu vệ sinh dành cho những đứa trẻ vùng cao. Thiết kế tốt đến từ người kiến tạo tốt, mọi vấn đề đều có thể giải quyết bằng những giải pháp hay. Sao hai đứa cứ dính vào nhau thế? Mẹ muốn hai đứa giữ khoảng cách. Cô đến gặp những người đó chỉ vì bản thiết kế ấy à? Tôi không muốn có bất kỳ cơ hội gì từ anh cả. Phải có nỗ lực vì những đứa trẻ Cao Sơn, hay là vì sự hiếu thắng của bản thân mình? Có phải cô ấy giống anh một thời cho nên anh muốn phủ nhận, đúng không? Nếu tôi ở vị trí của anh thì tôi sẽ không nhân danh bất cứ thứ gì để ngăn cản người khác đấu tranh cho ước mơ của họ.